thưa quý vị cổ gà chân gà hay là phao cầu gà thì vốn là phụ phẩm ở nước ngoài nhưng lại đang trở thành đặc sản ở Việt Nam với giá từ vài ngàn tới vài chục ngàn đồng một kg theo cục chế biến và phát triển thị trường nông sản bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn giai đoạn 2016 2018 trung bình mỗi năm Việt Nam nhập khẩu 85.000 đến 128.000 tấn thịt gia cầm với kim ngạch nhập khẩu 80 đến 116 triệu đô la trong đó tỷ lệ nhập khẩu cổ cánh chân gà được nhập về từ các thị trường châu Âu tương đối nhiều. Xu hướng sử dụng phụ phẩm gà làm món ăn trong các quán ăn hay là gia đình tăng mạnh trong vài năm gần đây. Vì là phụ phẩm thải loại nên chân gà chỉ có giá 30 đến 40.000 đồng 1 kg. Phao câu gà từ 15 đến 20.000 đồng 1 kg. Riêng với đầu cổ gà, giá bán sỉ chỉ có 8.000 đến 9.000 đồng 1 kg. Thưa quý vị, trong khi phụ phẩm gà ngoại được nhập nhiều về Việt Nam thì xuất khẩu thịt gà chế biến, trứng vịt muối, trứng chim cút đóng lon của các doanh nghiệp nước ta chỉ ở mức là 8.000 tới 9.000 tấn một năm với tổng kim ngạch khoảng 18 tới 19 triệu đô la Mỹ.